sao không có tiền nữa? Còn sao nhìn khác hơn? Kinh hả? Ấn tượng đầu tiên mày gặp tao là như nào? Khi mà mày biết tao ấy, từ không đánh cầu ấy. Chả có ấn tượng đấy. Cái lúc đấy có đồng đội xuống rồi. Mày không ấn tượng đúng không? Cái lúc đấy chỉ là... Lúc đấy đang có người khác rồi, bây giờ gặp người khác. Mày điên nào mà có... không phải ấn tượng lại thích hay là gì hết. Nhưng mà em không... Nhưng mà... Em không thích để ý là không để ý gì luôn. Đúng rồi, mẹ tần là mày thằng điên ấy. Cưng mày chồng thằng điên ấy. Ai? Mày ấy. Điên kệ. Mày không có ấn tượng với tao, tao không ấn tượng với mày hết. Đúng rồi. Bây giờ mày nghĩ ấn tượng tao, tao ấn tượng mày. Giận một tí nhá. Kể đéo gì? Nó ấn tượng gì? Hát à? Đó. Không. Em không thích hát đâu. Bây giờ hát. Chú thích hát. Hát. Đây. Để chị hát đi. Hát là gì? Nước của chị có nóng không? Hả? Không nói cái này vào cho nó nóng, nó nóng, nó lạnh. Cầm lại. Lại. Nước của mày nóng hơn Khánh ạ. Cho vào lúc. Thì cốc à? Có phải tôi trưởng á? Ấn tượng đầu là chuyện đầu của chị đi nhìn rất là hiền, không có biết có hiền không? Ấn tượng chị Nhi đâu cũng không ấn tượng chị Nhi hiền thì ngon nghe mà ấn tượng chị Nhi thôi hiền á, em nhầm tên thôi chị Nhi. Mấy cái bữa đầu đi làm giáo với ai rồi cũng vậy. Ừ, thế.